Theo nguồn tin của Dân Trí, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị phê duyệt DTM cho dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Hồ sơ DTM gửi tham vấn cộng đồng cho thấy dự án hồ chứa nước Capet có chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận được giao làm đại diện chủ đầu tư. Ngày 7 tháng 9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo về vấn đề này. Công tác lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hồ chứa nước Capet, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2020. Do dự án phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư nên chưa đủ cơ sở trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt. Tháng 6 vừa qua, Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 5 đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư nên tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30 tháng 10. Chủ trương đầu tư thay đổi nên Ban quản lý dự án đang phối hợp với đơn vị tư vấn để tổ chức lập lại hồ sơ báo cáo DTM theo quy định. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận hoàn chỉnh nội dung DTM theo biểu mẫu mới, lập mô hình đa dạng sinh học, mô hình thủy lực và lấy ý kiến của tổ chức chuyên môn về tác động của việc thực hiện dự án tới đa dạng sinh học. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải đăng tải tham vấn ý kiến trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham vấn cộng đồng dân cư địa phương. Đến nay, công tác đăng tải tham vấn ý kiến trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và tham vấn cộng đồng dân cư địa phương đã thực hiện xong. Đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh các nội dung trong hồ sơ theo nghị định mới để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt. Dự kiến quý 2, 2024 khởi công dự án. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, dự án hồ chứa nước Capet đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho dự án ngày 28 tháng 6. Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã lập dự án đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét. Đồng thời, tỉnh Bình Thuận cũng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hiện đang hoàn thiện để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xem xét phê duyệt. Hồ Capet khi đưa vào sử dụng giúp người dân huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết không còn lo thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu vào mùa khô, ảnh, Ủy ban Nhân dân Bình Thuận. Đây là điều kiện đủ về mặt thủ tục để địa phương triển khai các bước tiếp theo như thuê đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế tận dụng lâm sản, đo đạc từng cây, xác định trữ lượng gỗ cần phải khai thác. Sau đó tỉnh Bình Thuận sẽ lập phương án khai thác, đấu giá, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, phải rất nỗ lực, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể hoàn thành dự án theo đúng nghị quyết của Quốc hội vào năm 2025. Trong đó, thủ tục là tốn nhiều thời gian nhất. Dự kiến đến quý 2, 2024, dự án mới có thể khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng trong 1,5 năm để cấp nước cho dân.